quý vị và các bạn, năm 2010, chủ trương giãn dân cho các hộ đồng bào thiếu đất ở, đất sản xuất ở xã Đại Nhiêm, huyện Lạc Dương được lên kế hoạch. Và 5 năm sau đó, kế hoạch này đã được thực hiện năm 2015. 50 hộ dân thuộc xã Đại Nhiêm đã có nơi ở mới khang trang. Tuy nhiên, cũng sau một năm về nơi ở mới, bên cạnh những tiện ích mà bà con ở đây được thụ hưởng, thì cũng còn không ít những bất cập, hạn chế ở khu dân cư mới. Khu dân cư mới thuộc xã Đại Nhiêm, huyện Lạc Dương được quy hoạch trên diện tích 20 hectare đất. Sau một năm thực hiện chủ trương giãn dân, 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Đại Nhiêm đã dần ổn định ở nơi ở mới. So với làng cũ, nơi ở mới nhiều tiện ích hơn như hạ tầng, điện, nước, đường đi đều thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, những hạn chế từ khu dân cư này đã bộc lộ. Chỗ đang ở này là tại vì cái tê ly nó sâu quá, là đất thì đất mượn nữa, thì sợ sau này nó sạt lở là khó. Chứ hiện tại thì hộ này đang bị đó, diện tích đó nứt hết á, mấy hộ. Cũng nằm ở vị trí sát ta luy đất vừa sang ủi nhà, ông Hà Tưng cũng không tránh được tình trạng bị lún đất gây nứt nhà. Những gia đình này không khỏi lo lắng khi những đợt mưa lớn kéo dài trút xuống. Nứt như thế này thì là làm cho chết trần chết bòn, mà từ đâu thì là rất cứng đất này, mà sau này thì là thấy là anh em thấy là đất này thì nó nứt như cái này, chắc mai sau cái này là nó sẽ là nó sắp xuống thì nhà cửa bị hư hỏng hết rồi. Không chỉ có nỗi lo sợ về những ngôi nhà được xây trên nền đất chưa ổn định, không có bờ ta luy kiên cố, mà vì thiếu đất sản xuất cũng là một vấn đề mà nhiều gia đình tâm tư. Trong là có rất nhiều thứ mình cần, bây giờ thì thiếu đất để làm, thiếu tiền để mình đầu tư vào phân bón. Thì mình sống chủ yếu mình làm vườn thôi, làm cây cà phê, trồng cây cà phê. Mà đất thì ít thôi. Theo quy hoạch, huyện Lạc Dương sẽ đưa 200 hộ dân vào khu dân cư mới này sinh sống trong vài năm tới. Nhưng trước mắt là ổn định đời sống cho 50 hộ dân đã sinh sống nơi đây. Huyện cũng đã hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng một hộ để bà con xây dựng nhà cửa và đầu tư cho sản xuất. Nhưng những bất cập nói trên vẫn chưa được giải quyết. Với kinh phí đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, khu dân cư mới xã Đại Nhiêm đã dần được hoàn thiện khang trang. Song nếu nhà đầu tư và các ngành liên quan sâu sát hơn nữa trong việc xử lý các bất cập hạn chế và sớm có kế hoạch thực hiện những nhu cầu thiết thực của người dân, thì những chủ trương đúng sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Lần đầu tiên tham dự phiên chợ này, bà Thảo đã rất bất ngờ khi mua được những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ và hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng khi biết rõ nguồn gốc nơi sản xuất của các nông sản mình vừa mua. Điều mà không xin gì bà mà rất nhiều người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh quan tâm là làm thế nào để tiếp tục mua được những